Bộ Y tế tối 15 tháng 8 cho biết, tính từ 18 giờ ngày 14 tháng 8 đến 18 giờ 30 ngày 15 tháng 8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.580 ca nhiễm mới, trong đó 6 ca nhập cảnh và 9.574 ca ghi nhận trong nước. Cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh có 4.516 ca, Bình Dương 2.358 ca, Đồng Nai 546 ca, Long An 514 ca, Đồng Tháp 271 ca, Tiền Giang 209 ca, Cần Thơ 170 ca, Khánh Hòa 166 ca, Tây Ninh 159 ca, Đà Nẵng 83 ca, Sóc Trăng 82 ca, Bến Tre 60 ca, Hà Nội và Bình Thuận cùng có thêm 39 ca, Quảng Ngãi, An Giang có thêm 34 ca, Nghệ An, Phú Yên có thêm 27 ca, Quảng Nam 26 ca, Ninh Thuận và Bình Định thêm 22 ca, Bắc Ninh 21 ca, Kiên Giang 19 ca, Lào Cai 18 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 16 ca, Hà Tĩnh 14 ca, Đắk Nông 13 ca, Lâm Đồng 11 ca, Hậu Giang 10 ca. Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Gia Lai cùng có thêm 8 ca, Cà Mau 6 ca, Hải Dương 5 ca, Bình Phước 4 ca, Quảng Bình, Thanh Hóa, Thái Bình cùng có thêm 2 ca mới. Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Giang cùng có thêm 1 ca, trong đó có 2.470 ca trong cộng đồng. Như vậy, trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 136 ca. Tại thành phố Hồ Chí Minh tăng 285 ca, Bình Dương tăng 329 ca, Đồng Nai giảm 477 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 275.044 ca nhiễm, đứng thứ 78 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi đó, với tỷ lệ số ca nhiễm tính trên 1 triệu dân, Việt Nam lại đứng thứ 172 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, tức là bình quân cứ 1 triệu người có 2.798 ca nhiễm. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước đợt dịch này là 271.037 ca, trong đó có 99.730 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. 7 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Lào Cai, Kon Tum, Hà Giang, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang, Hải Phòng. Trong ngày 15 tháng 8, có 5.519 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.